Đây là cái phần mềm mà tôi gọi là phần mềm tin học Lễ Hữu Trác, tức là tôi phát triển cái phần mềm này để phục vụ việc giảng dạy cái lớp tin học ở trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác. Và cái phần mềm này bắt đầu được phát triển vào tháng 5 2010. Ngay khi tôi bắt đầu bước chân vào trường này, và chỉ có duy nhất cái buổi đầu tiên là tôi không ghi cái đầu bài vào cái phần bằng cái phần mềm này, tôi thiếu mất một buổi. Còn sau đấy thì bao nhiêu cái buổi giảng thì tôi đều dùng cái phần mềm này. Thứ nhất là trong cái giai đoạn đầu tiên thì chỉ dùng để mà quản lý ghi điểm hoặc là ghi vắng muộn học sinh, vắng học sinh muộn. Còn cái giai đoạn sau thì tôi phát triển thêm cái chức năng hỗ trợ giảng dạy, tức là tôi phát triển các video để giảng bài, tức là tăng cường cái phần nội dung để hỗ trợ giảng dạy. Tức là nó sẽ giúp chúng ta làm gì? Tôi dùng cái phần mềm này thì nó để thứ nhất là quản lý học sinh. Thứ nhất là về mặt quản lý học sinh. Học sinh vắng, học sinh muộn như thế nào. Thứ hai là để quản lý chấm điểm. Và cái phần mà tôi vẫn thích thú nhất là cái phần mềm này là nó hỗ trợ về nội dung giảng dạy. Tức là chúng ta phối hợp với các cái video mình soạn bài ở nhà như thế nào và đưa vào đây. Nó tạo cho một cái bài giảng nó có đối với giáo viên dễ dàng hơn và đối với học sinh thì hấp dẫn hơn. Thì sau đây tôi xin trình bày một cách cụ thể. Đây là khi bây giờ tôi sẽ làm coi như là giáo viên bước chân vào lớp thì sẽ mở phần mềm này và đi vào ấn vào cái mục tạo một cái bài giảng mới. Đây là cái màn hình mà tạo bài giảng mới. Phải không ạ? Thì đến đến cho đến thời điểm hiện nay là chúng ta sẽ khảo sát xem là ở trong này nó đã có khoảng ghi được khoảng 6 70 cái bài giảng rồi. Thì và có cái lớp mà học mà đã từng qua, tức là đã từng được ghi nhận ở trong cái phần mềm này và quản lý bằng cái phần mềm này, thì chúng ta có danh sách các lớp ở đây. Thì có tổng cộng là 13 lớp học rồi, và nhân với khoảng 50 học sinh là chúng ta có khoảng 500 đến 600 học sinh trong cái số chính xác thì chúng ta có thể có ngay, nhưng mà tức là 13 lớp thì nhân với khoảng tầm 50 hoặc là 50 55 thì chúng ta có khoảng là trên dưới khoảng từ 550 đến 600 học sinh gì đấy ở trong cái phần mềm này. Và mỗi các em học sinh ở trong cái phần được quản lý trong phần mềm này có một cái số gọi là cái student ID, có nghĩa là cái số của sinh viên. Đây là danh sách các lớp học đã được quản lý trong cái phần mềm này, cũng không còn ít nữa, cũng là đến gần hàng khoảng 600 học sinh rồi. Tiếp theo tôi sẽ trình bày tiếp về cái việc khi giáo viên mà vào lớp này thì chỉ việc ấn vào cái bài giảng mới và chúng ta đã chọn, thí dụ cho chọn trong danh sách giáo viên đây có thí dụ số 1 là của chị Hằng, thí dụ tôi là số 3 chẳng hạn, tôi sẽ chọn số 3. Và tôi hay đi giảng buổi chiều thì tôi sẽ ấn vào đây là buổi chiều. Và cái ngày tháng cũng như là giờ giờ giấc khi mà mở phần mềm thì tự động máy tính đã đưa ngày tháng và giờ vào đây để chúng ta biết là buổi học bắt đầu vào mấy giờ và ngày nào. Và sau đó là giáo viên chỉ việc ghi cái sổ đầu bài này. Ví dụ như tôi giảng bài Excel số 2 chẳng hạn, tôi viết là E2 công thức và hàm số. Được chưa? Thế là chúng ta thấy là việc của giáo viên vào rất đơn giản, ghi đầu bài rất đơn giản. Tất nhiên là những cái này là tôi viết không có dấu, nhưng mà tất cả đều có thể gõ có dấu bằng Unikey nhé. Tiếp tục, sau đó thì giáo viên sẽ cho làm một động tác nữa là chọn chọn lớp. Đây chẳng hạn như lớp
IC này nhé. Sau khi chọn lớp thì, và danh sách đây chúng ta cũng biết IC là cái lớp nào, muốn biết lớp nào đó là lớp gì thì IC chúng ta nhìn thấy đây nó là cái K4 IABC tổ 56 là IC. Được chưa? IC. Và sau khi chọn xong lớp học thì cái danh sách học sinh đã được tải vào phần mềm. Và việc còn lại là giáo viên sẽ điểm danh. Chẳng hạn, sau khi điểm danh chúng ta đánh dấu học sinh, một vài học sinh nghỉ như Duyên nghỉ học chẳng hạn, Liên nghỉ học nhé. Sau khi điểm danh, tôi thường điểm danh vào đầu giờ, Nguyễn Văn Dương cũng nghỉ chẳng hạn, được chưa? Chẳng hạn Nguyễn Thị Thu cũng nghỉ nữa chẳng hạn. Thế thì sau khi ta điểm danh, ta đánh dấu một số học sinh nghỉ và ta ghi vào cái sổ học sinh vắng. Và muốn kiểm tra lại thì ta sẽ nhìn cái xem học sinh vắng ở đây và ta thấy có Nguyễn Thị Duyên. Tóm lại là 4 người nghỉ học trong cái bài giảng số 98 này. Và biết được cái số bài giảng này thì chúng ta cũng biết là ai dạy cái hôm đó, buổi hôm đó. Và cũng biết là ngày hôm đó là ngày gì và cái nội dung học là nội dung gì. Tóm lại là bằng cái việc mà chúng ta ghi chép như thế này thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều thông tin. Đấy là phần chúng ta ghi về học sinh nghỉ, rất dễ phải không ạ? Và sau đó chúng ta có thể bỏ cái những cái đánh dấu này đi để dùng vào việc khác. Đây, danh sách của học sinh thì chúng ta có danh sách này là sắp xếp theo cái thứ tự mà ở trên phòng đào tạo chuyển xuống đây. Mà cái danh sách học sinh này cũng không cần phải gõ lại, nếu như chúng ta có được cái file Excel xin từ trên phòng đào tạo. Excel thì trên cái phần mềm này sẽ tự động nhập cái file Excel vào và chúng ta không phải làm cái gì hơn cả. Và nếu mà chút nữa tôi sẽ trình bày cái vấn đề mà nhập cái file Excel vào danh sách học sinh vào. Sau khi chúng ta điểm danh được nhé. Điểm danh xong rồi chúng ta thấy là điểm danh rất dễ phải không? Và ghi học sinh cũng vắng học. Và thí dụ có một vài học sinh đã bỏ học thì chúng ta cũng ghi vào đây để mà chương trình biết. Và thí dụ như là lọc ra, không tính vào những cái danh sách điểm hoặc cái gì đấy thì chúng ta có, hoặc là đã bỏ học hoặc là đã học rồi hoặc chuyển lớp cái gì đấy thì chúng ta đều tích vào đây để đánh dấu. Thế còn sau khi chúng ta bắt đầu điểm, sau khi điểm danh xong lại một vài học sinh nữa đến. Ví dụ trong số 4 người mà chúng ta nói là vắng thì một em nữa khoảng sau 10 phút lại xuất hiện thì chúng ta sẽ mở cái sổ học sinh vắng này ra nhé. Ví dụ Dương Thị Liên đến khoảng một lúc sau thì đến thì chúng ta sẽ ấn vào đây là có màn hình nhắc là F3 để chuyển sang đi muộn, ta ấn vào phím F3. Và máy sẽ hỏi là có muốn chuyển học sinh này sang đi muộn không thì mình ấn Yes. Và như thế là học sinh Dương Thị Liên đã được xóa khỏi cái danh sách học sinh vắng và chuyển sang cái danh sách đi muộn ngày cái buổi học số 98 này nhé. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại bằng cách là xem lại học sinh vắng thì chúng ta sẽ thấy còn chỉ còn 3 người là vắng học thôi. Và nếu mà xem sổ học sinh muộn thì chúng ta sẽ thấy có Dương Thị Liên đã bị đi muộn. Và theo như cái nội quy mà tôi đề ra cho cái lớp tin học này thì học sinh chỉ được nghỉ tối đa là 3 buổi. 3 buổi và cái điểm chuyên cần mà mỗi buổi nghỉ học thì bị trừ 1,5 điểm chuyên cần. Và mỗi buổi muộn học thì là trừ 0,75. Có nghĩa là học sinh tối đa chỉ được nghỉ 3 buổi và nếu mà đi muộn thêm một buổi nữa thì học sinh cái điểm chuyên cần dưới 5 và người ta sẽ không được thi. Tức là nếu mà học sinh 3 buổi thì vẫn còn được thi nhưng mà lại thêm một buổi đi muộn thì là cái điểm chuyên cần nó tự máy nó sẽ trừ đi thành dưới 5 và học sinh sẽ không được thi. Cái luật này chúng tôi cũng viết thành nội quy và còn đã để trên mạng, để trên internet, website thì học sinh có thể
Đầu năm đầu cái khóa học thì tôi sẽ phổ biến nội quy, và cái nội quy này ghi bằng văn bản, và chúng tôi sẽ trình bày về cái trang tài liệu của cái khóa tin học liệu chắc này. Và tiếp theo đấy là tôi đã nói về cái phần gọi là đi học, nghỉ học và đi muộn. Chúng ta thấy là rất dễ dàng khi mà chấm điểm học sinh, chấm học sinh vắng cũng như là chuyển sang học sinh muộn, đúng không? Thế trong quá trình bài giảng thì giáo viên có thể sẽ chấm chấm điểm cho học sinh, chẳng hạn đạt được 9 điểm, rồi Hằng được 7 điểm chẳng hạn, và Quý có thể là 6 điểm, vân vân. Thì ta có thể ghi điểm học sinh vào và xem điểm học sinh trong cái bài giảng ngày hôm nay chẳng hạn, thì chúng ta cũng ấn vào xem điểm bài giảng. Thì ta có thấy có 3 học sinh ở bài 98 đạt điểm như này. Và những cái điểm này thì đều biết là học sinh đó do ai chấm điểm và vào ngày nào và cái nội dung gì, bởi vì chúng ta có cái số bài giảng này. Số bài giảng này nó liên quan đến thầy giáo nào giảng, ngày nào, buổi sáng hay buổi chiều, và cái nội dung là bài giảng ấy về cái nội dung gì. Chúng ta cũng biết là cái học sinh này nó thiếu hụt về cái kiến thức, về cái tức là thiếu hụt về cái bài giảng nào, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cái làm việc với cái phần mềm này thì nó rất thoải mái và rất dễ dàng, không về việc chấm điểm đấy. Đấy, tóm lại là các cái nghiệp vụ của thầy giáo thì chỉ có chấm điểm rồi kiểm điểm danh rồi giảng bài. Thì cái đấy là những cái chức năng rất căn bản trong một bài giảng. Bây giờ chúng tôi sẽ nói thêm là thường thường khi thầy giáo viên vào thì muốn biết là cái lớp của mình, lớp này đã học được cái nội dung gì, ai giảng, thì nếu mà như là thì chúng ta sẽ vào cái query như thế này. Chẳng hạn cái lớp của chúng ta đây là IC này thì là mới có học có một buổi là làm quen với UOT, và buổi thứ hai là công thức và hàm số này. Là giáo viên thì có một người giảng đây là Đào Quang Huy. Thế còn những cái lớp khác thì khi vào lớp khác thì chúng ta sẽ thấy một loạt, họ sẽ đi 9-10 buổi rồi và họ học những nội dung gì và ai giảng thì đều lên, đều thể hiện. Giáo viên này, giáo viên kia, có thể nhiều lớp thì có cùng tôi và chị Hằng cùng giảng thì sẽ lên là có bài là chị Hằng giảng và bài tôi giảng. Nhưng đây là cái lớp mà tương đối mới, đây tôi chọn cái lớp này làm ví dụ mới, thì sau khi làm xong cái lớp, cái buổi ngày hôm nay thì tôi phải xóa hết cái thông tin đi, bởi vì các cái thông tin ở trong cái phần mềm này đều là thông tin có thật, điểm có thật. Nhưng mà cái bài giảng này sau khi trình bày xong là tôi sẽ phải xóa hết cái thông tin mà vừa thử nghiệm vào. Và cái việc đấy cũng rất dễ thôi. Đấy là chúng ta đã nói về. Rồi sau khi giáo viên thì trong khi chấm điểm thì muốn biết xem tình hình học tập của lớp như thế nào thì cũng có thể vào cái báo cáo này. Đây chẳng hạn như này. Tình hình học tập thì thấy ngay là điểm của danh sách của lớp giống như là ở trên phòng đào tạo đưa xuống. Và cái điểm 10 này có nghĩa là điểm 10 về chuyên cần đây. Mới học sinh nào vào mới bắt đầu khóa học thì cũng được điểm 10, và sau đó phần mềm sẽ tự trừ điểm đi. Ví dụ 1 điểm rưỡi, 8 điểm, 8,5 này là do bạn này bị vắng một buổi, và 9,25 này là do bạn này bị nghỉ một buổi, bị muộn một buổi và trừ đi 0,5. Và nhiều người sau khi đến khi trước khi thi mà cái điểm chuyên cần này dưới 5 thì học sinh nghiễm nhiên là không được phép thi, và cũng cái luật này đề ra rất rõ, và chúng tôi có cả website, tức là có tài liệu ở trên mạng về nội quy phổ biến trước lớp học, trước đầu khóa, đồng thời có bằng văn bản ở trên website. Thì học sinh rất đồng ý với cái chuyện là luật lệ rất rõ ràng, thì cả học sinh phải chấp nhận và sẽ phải cố gắng đi duy trì ít nhất làm sao để cho cái điểm chuyên cần của mình nó không được dưới 5. Rồi trong khi giảng dạy thì giáo viên cũng muốn biết là xem tình hình điểm số thế nào. Thì đây là chúng ta vừa nhìn thấy cái bảng điểm, còn cái query gọi là count up điểm này sẽ là cái query gì. Ví dụ đây là count up điểm thì sẽ, đây những cái học sinh mà chưa có điểm thì đây là những có số 0 này có nghĩa là chưa có điểm nào. Ở phía dưới này thì là đều có 1 điểm hoặc là 2 điểm hoặc là 3 điểm thì dồn xuống. Còn những học sinh nào ít điểm nhất thì dồn lên trên này để giáo viên biết đường mà
ưu tiên cho điểm những cái học sinh mà chưa có điểm. Thế còn một cái chức năng nữa cũng rất đơn giản nhưng mà lại rất là hữu ích là gọi là chức năng tôi hay dùng lắm để mà chấm điểm cho các học sinh, gọi là chọn ngẫu nhiên. Tức là tôi chấm điểm thì không dựa trên nhìn mặt học sinh hoặc là theo dõi em nào ít đi hay gì cả, đều chấm bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Ví dụ chúng ta ấn ngẫu nhiên đây thì trong số 1 đến 55 học sinh thì ta thể số 39 bấm như thế này, có nghĩa là số 39 sẽ được chọn để chấm bài thực hành. Giả sử như tôi vừa mới cho các em học thực hành xong thì chấm bài thực hành số 39 này thì ngẫu nhiên như thế này thì làm nó tạo nên cho các em một cái tư thế là lúc nào cũng phải sẵn sàng với việc mà bị chấm điểm, chứ không phải là thầy có thể gọi ngẫu nhiên, có thể em ngồi ở đâu đấy nhưng mà máy nó có gọi nó bốc thăm ngẫu nhiên, thì nếu mà mình lơ là trong bất kỳ một cái bài thực hành nào thì vẫn bị có cơ là bị chấm điểm và lúc đấy là có thể bị điểm xấu. Thành ra điều này có nghĩa là ít nhiều tạo cho các em cái áp lực nhất định là các em phải làm bài thực hành. Bởi vì là nếu mà không thực hành là chúng ta rất có thể là sẽ bị chấm điểm bất kỳ bài thực hành nào. Đấy là chức năng về chọn ngẫu nhiên. Thế còn tôi đã trình bày rất nhiều các thứ về bài giảng đúng không? Tức là giáo viên. Thế còn một số các cái như chị số bài giảng bài lớp chẳng hạn này thì đã đây là cái thống kê về xem là các lớp này mỗi lớp đã được học bao nhiêu buổi rồi chẳng hạn. Đây thì chúng đây thí dụ là bằng cái này thì lớp nào học xong rồi, lớp nào học còn ít buổi hoặc là chưa buổi. Đây tất nhiên là cái số liệu này nó còn nhiều khi nó còn chưa chính xác, bởi vì rất nhiều lớp chúng đã học xong hết rồi, tức là đã qua 10 buổi học rồi, nhưng mà bởi vì cái lúc đầu là chỉ có mình tôi ghi vào cái phần mềm này thôi, còn bây giờ mới chị Hằng gần đây là cái phần mềm nó tương đối hoàn chỉnh mới dám mời chị Hằng ghi chép cùng thì bây giờ là có 2 giáo viên là chúng tôi hoàn toàn là bỏ giấy tờ, không dùng giấy tờ mà chỉ dùng phần mềm để ghi chép số liệu của học sinh. Và có thể là cái cảm nhận của chị Hằng như thế nào đối với phần mềm này thì có lẽ là chị Hằng sẽ phát biểu sau. Tiếp theo, thực ra là còn rất nhiều cái chức năng mà có lẽ trong cái, nếu mà nói ra thì đầy đủ thì tức là nó cũng hơi tốn thì giờ. Nhưng mà thực ra là tôi sẽ nói thêm một số thứ mà tôi rất là tâm đắc với cái giáo án này. Rồi thêm học sinh mới này, đấy, rất nhiều mục. Ở trong cái phần mềm này, truyền số liệu này cũng là một cái mới phát triển gần đây, khi mà để tức là truyền số liệu, tôi nói qua về cái chức năng truyền số liệu, có nghĩa là sau khi một bài giảng, phần mềm dùng chung mà tôi, chị Hằng có một cái máy tính và cũng cài cái phần mềm, tôi có máy tính này, thì sau khi thí dụ tôi dạy xong buổi chiều thì tôi phải truyền số liệu sang cho chị Hằng để đảm bảo là cái phần mềm này, thì vì hai người cùng chấm chung một lớp học thì đảm bảo lúc nào cũng phải cập nhật các cái số liệu, thì cái bài giảng được truyền qua internet và đến thẳng máy của chị Hằng rất dễ dàng, và chị Hằng ấn một nút import số liệu thì cái số liệu đấy nó cũng chui vào phần mềm, và chúng tôi sẽ là luôn luôn giữ cho cái phần mềm này nó trùng nhau ở cái số liệu là luôn luôn được cập nhật. Tiếp theo là tôi nói về cái gì, về thống kê chẳng hạn, sĩ số bài lớp chẳng hạn, tỷ lệ nghỉ học, sĩ số bài lớp, nghĩa là đây là các sĩ số của các lớp học. Đây chúng ta tổng cộng có gần 700 học sinh rồi, đây này 683 học sinh đã được quản lý bằng cái phần mềm này, đã được chấm điểm bằng phần mềm này, 683 học sinh trong tổng số 13 lớp học. Và cái này tôi bắt đầu dùng từ hồi tháng 5 và đến đây mới là tháng 11, tức là đã khoảng nửa năm rồi phần mềm này đã running trên thực địa. Bởi vì nhiều cái tôi đã phát triển rất nhiều phần mềm, nhưng mà đây là cái phần mềm đầu tiên mà tôi là vừa là cái người mà dùng nghiệp vụ luôn, tức là tôi là giảng dạy luôn và tôi phục vụ cho chính bản thân cái nghiệp vụ, thì tôi nghĩ là như thế là cái tôi sẽ hiểu nhất về cái, tôi sẽ, trong số các phần mềm tôi đã phát triển rồi thì cái phần mềm này nó sẽ là sát thực tế nhất, bởi vì
Thường thường là tôi sẽ chỉ phỏng vấn những cái người dùng thôi, còn tôi sẽ phát triển theo các yêu cầu của họ. Nhưng đây thực tế tôi là vừa là người phát triển nhưng mà đồng thời là cái người sử dụng luôn. Đấy là một số cái, rất còn rất nhiều cái thứ. Mà còn cái chức năng mà tôi tâm đắc nhất nữa với cái phần mềm này là gì? Là cái gọi là giáo án. Đây là cái giáo án và tôi sử dụng tất cả đều là theo tôi áp dụng rất nhiều cái video ghi hình và ghi tiếng vào để giảng dạy cho học sinh. Và theo tôi nghĩ là nếu mà dạy về tin học thì hướng dẫn cho học sinh bằng các cái video mà dùng thẳng trực tiếp trên vi tính này là tốt nhất. Và tôi sẽ xin giới thiệu một đoạn các cái video này. Ví dụ như đây là tất cả những cái video mà liên quan đến bài giảng. Đây là một số video của cô Nga đã làm từ trước rất tốt. Và tôi sẽ cũng phát triển thêm rất nhiều các video ở đây. Và cũng có một số các cái hài kịch hoặc là một số chương trình văn nghệ mà tôi nghĩ rằng sinh viên họ thích thì tôi cũng để ở đây để tiện cho học sinh xem ở trong, ví dụ khi các em giải lao, để cho cái việc học hành nó trở lên không phải là một sự bắt buộc nữa, mà tôi muốn biến cái sự học hành của các em thành một cái gì đó rất là enjoyable, rất là thú vị hoặc là rất là hấp dẫn. Và cái điều đấy là tôi luôn luôn phấn đấu để hướng tới. Và chị Hằng, chị cũng rất biết là tôi tâm đắc với cái chuyện mà cho học sinh nó học hành một cách sôi nổi như thế nào. Và sau đây tôi xin trình diễn tôi xin trình bày một thí dụ như hàm rank 2 này, F3 chẳng hạn nhé. Bây giờ tôi trình bày thêm một minh họa nữa về cái hàm rank. Bởi vì cái clip lần trước thì tôi chưa thấy hài lòng vì nó hơi mờ, điểm thì nhỏ, chữ thì nhỏ, mờ. Đấy là các cái, tôi có rất nhiều video để hỗ trợ giảng dạy đây. Thì thường thường trong khi giảng tôi sẽ dùng các cái video này để cho các em hình dung ra cái bài giảng, hình dung ra cái kiến thức. Nhưng mà sau đó thì các em sẽ được thực hành. Và trong quá trình thực hành thì các em có thể đòi hỏi là xem lại video, hoặc là các em hỏi rất nhiều khi mà yêu cầu thầy giáo đến tận máy để chỉ bảo. Thì đấy là cái cách mà tôi làm. Và sau đó thì tôi dùng số ngẫu nhiên để tôi chấm điểm. Và nói tóm lại là cái phần mềm này sẽ vẫn còn những cái thứ mà tôi chưa nói hết ra ở đây với cái thời lượng có hạn. Và tôi sẽ còn phát triển nó, tiếp tục thêm những cái chức năng mà trong quá trình giảng dạy hoặc là trong quá trình sau này là các đồng nghiệp mà thấy yêu cầu là cần cái việc nọ việc kia thì tôi sẽ tiếp tục phát triển thêm để cho nó hoàn chỉnh. Bởi vì là đối với tôi thì việc mà viết phần mềm hoặc là xử lý các bài toán về cơ sở dữ liệu thì là một cái, vừa là cái công việc của mình nhưng mà vừa là một cái gọi là great joy, nghĩa là cái hứng thú rất lớn của tôi. Và đây tôi xin giới thiệu, cái trân trọng giới thiệu cái phần mềm này với các đồng nghiệp cũng như là với các vị lãnh đạo của nhà trường, để mong rằng là các vị xem xét là cái việc này nó có thể đưa vào sử dụng ở trong trường mình hay không, và các đồng nghiệp có ủng hộ để là có nhất trí là dùng cái này hay không. Và chị Hằng cũng là một người, tất nhiên chị Hằng cũng mới dùng rất ít thôi và cũng mới dùng rất là các cái chức năng rất căn bản của phần mềm thôi, còn nhiều thứ chị Hằng vẫn chưa dùng, thí dụ như là phần giáo án này thì tôi vẫn chưa có dịp để cài đặt vào máy cho chị Hằng, bởi vì những cái video này nó có cái dung lượng của nó rất lớn. Và nếu còn thời giờ nữa thì tôi sẽ còn giới thiệu cho các vị là tôi đã trình bày, tức là các cái video này tôi đưa lên internet hết, và YouTube và các em học sinh đều có cái quyền truy nhập vào các cái phần mềm, tức là các cái bài giảng, nội dung bài giảng mà khi các em cảm thấy chưa hiểu hoặc là các em cần tra cứu thêm ở nhà thì tôi cũng đưa có trang web rồi các cái nội dung, nhiều nội dung tôi đưa trên internet và đưa cho các em đường link rất dễ dàng. Và tôi, đây là một vài cái mà tôi trình bày với các quý vị lãnh đạo cũng như là các đồng nghiệp, và mong là các vị lãnh đạo là xem xét là cái phần mềm này nó có thể dùng được không và nó tốt như thế nào. Thì tất nhiên tôi sẽ còn có thể là sẽ phân tích thêm về những cái tác dụng lợi hại của cái phần mềm này, nhưng mà đấy là một vài ý kiến. Xin chân thành cảm ơn.